Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đang chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Mưa lớn vẫn tiếp diễn, lượng mưa tích lũy tháng này ở Quảng Đông đã lên tới 404,5mm. Đây là lượng mưa tại tháng này mạnh nhất trong 10 năm qua. Trong 3 ngày tới, ở Quảng Châu sẽ có mưa to cục bộ, thậm chí mưa rất to, vùng núi phía Bắc mưa có thể rõ hơn. Theo Cục Khí tượng, trong thời kỳ này lượng mưa trung bình trong lịch sử của Quảng Đông là 324,4mm, với mức tối đa lịch sử là 625,6mm và tối đa là 383,7mm trong quá khứ 10 năm. Từ ngày nửa cuối tháng trước đến nay, lượng mưa tích lũy trung bình ở Quảng Đông năm nay sẽ đã đạt 404,5mm, vượt qua năm trước và trở thành mức mạnh nhất trong 10 năm. Đài quan sát khí tượng dự đoán rằng từ 5 ngày qua, lượng mưa lớn ở Quảng Đông sẽ tiếp tục và có xu hướng tăng cường. Đồng thời, một số thành phố và quận sẽ có dông bão và gió mạnh cấp 10 trở lên, do ảnh hưởng bởi lũ thượng nguồn rút và nước thủy triều. Dự kiến mực thủy triều cao của sông Châu Giang sẽ vẫn vượt mức cảnh báo vào ngày mai. Thành phố trung tâm và quận Phiên Ngung sẽ vượt mức cảnh báo từ 0,6 đến 1,1m và cảnh báo lũ lụt thành phố trung tâm vẫn sẽ được đưa ra. Trong 2 ngày tới, mực nước thủy triều trên sông Châu Giang vẫn ở mức cao, một số trạm tiếp tục có mực nước vượt cảnh báo. Về tín hiệu cảnh báo sớm, từ ngày mai đến ngày kia có thể phát tín hiệu cảnh báo sớm mưa dông và gió giật mạnh màu vàng trở lên và tín hiệu cảnh báo sớm màu cam, vàng trở lên về mưa lớn, dông và gió giật mạnh có thể được phát vào 4 ngày tới. Về tín hiệu báo bão, trong thời gian có dông lớn có thể treo tín hiệu báo bão số 1 hoặc số 2 trong khu vực cảng biển. Ước tính lượng mưa tích lũy trung bình của thành phố đất này có thể vào khoảng 450-550mm, cao hơn 100-200mm so với cùng kỳ 10 năm qua. Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng thủ thành phố nhắc nhở, đợt mưa vừa qua kéo dài rất lâu, lượng mưa tích tụ lớn, độ ẩm trong đất cao, trong 3 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to. Tác động của đợt mưa lớn lần này chồng chất lên đợt trước, nguy cơ xảy ra các tai biến điện chất như sạt lở đất, sạt lở núi là rất cao, cần hết sức đề phòng. Đồng thời lưu ý tác động của lượng mưa lớn gây ngập úng đô thị và giao thông đường bộ. Mực nước thủy triều cao của sông Châu Giang tiếp tục dâng cao, cần chú ý đến tác động chồng chất của tình trạng lũ lụt và thực hiện các biện pháp phòng ngừa liên quan, tăng cường giám sát và điều tra các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong các khu vực trọng điểm như kỹ thuật đô thị, công trường xây dựng, tường cũ, công trình xây dựng tạm thời, đường hầm và cống, các điểm ngập úng thấp. Quý vị thân mến, dòng sông Châu Giang xinh đẹp, rực rỡ sắc màu, nguồn nước phong phú, hàng nghìn năm qua đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ người dân hai bên bờ. Dòng nước trong vắt của Châu Giang đã nuôi dưỡng vùng đất rộng lớn phía Nam Trung Quốc từ ngàn xưa và đã mang lại mùa màng bội thu cho những người dân cần cù và dũng cảm ở lưu vực sông Châu Giang niềm vui và hy vọng. Tuy nhiên, mặc dù tài nguyên nước ở lưu vực sông Châu Giang rất phong phú, nhưng do sự phân bố không đồng đều về thời gian và không gian, thiên tai lũ lụt rất thường xuyên xảy ra, đặc biệt là ở vùng trung lưu và hạ lưu và vùng đồng bằng. Theo thống kê chưa đầy đủ của dữ liệu lịch sử, kể từ thời nhà Hán, lưu vực sông Châu Giang đã có hơn 400 trận lũ lụt, và các trận lũ lụt lớn trong thế kỷ qua bao gồm lũ lụt Tây Giang năm 1915, 1968, 1988, 1994, 1996, 1998 và 2005, lũ lụt Đông Giang năm 1959, lũ lụt Bắc Giang năm 1982, lũ lụt Nam Bản và Bắc Bản Giang năm 1991. Khả năng xảy ra lũ lụt ngày càng tăng và thiệt hại do lũ lụt gây ra cũng ngày càng tăng, cùng với sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế. Vào tháng 7 năm 1915, trận lũ Tây Giang và Bắc Giang 200 năm mới xảy ra một lần. Lưu lượng đỉnh của trạm Ngô Châu trên sông Tây Giang là 54,5m³ trên giây, lưu lượng đỉnh của trạm Hàng Thạch trên sông Bắc Giang là 21.000m³. Hơn nữa, sông Đông Giang bị ngập lụt khi thủy triều dâng cao, khiến đê châu thổ Châu Giang gần như bị sập hoàn toàn. Tổng diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng ở Quảng Đông và Quảng Tây là 933.000 ha² và dân số bị ảnh hưởng là khoảng 6 triệu người. Trong số đó, đồng bằng Châu Giang bị ngập 432.000 m² đất canh tác, 3,78 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 100.000 người thiệt mạng hoặc bị thương. Thành phố Quảng Châu bị ngập trong 7 ngày. Vào tháng 7 năm 1949, sông Tây Giang xảy ra trận lụt 50 năm mới có một lần. Lưu lượng đỉnh lũ tại trạm Ngô Châu là 48.900 m³. Bờ chính và các nhánh của trung và hạ lưu sông Tây Giang và đồng bằng sông Tây Bắc bị ngập lụt nghiêm trọng. Liễu Châu, Quế Lâm, Nam Ninh, Ngô Châu và các thành phố khác bị ngập lụt. Diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Quảng Đông và Quảng Tây là 393.000 ha² và số nạn nhân lên tới 3,7 triệu người. Vào tháng 6 năm 1959, lưu vực sông Đông Giang có mưa lớn, dẫn đến trận lụt thảm khốc trăm năm mới có một lần ở sông Đông Giang.
lưu lượng đỉnh lũ được khôi phục tại trạm Boluo là 14.100 mét khối bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai. Vào tháng 6 năm 1968, thượng và trung lưu sông Tây Bắc có mưa lớn, sông Bắc Giang 20 năm mới có một lần, sông Tây Giang một năm có một lần, khu vực này bị sụp đổ và tràn ra ngoài, và mực nước dâng cao ở đồng bằng Châu Giang kéo dài cả tháng. Trận lũ lụt này đã gây thiệt hại cho 128.000 hm2 đất nông nghiệp ở trung và hạ lưu sông Tây Giang và Bắc Giang và đồng bằng Châu Thổ. Vào tháng 5 năm 1982, lưu vực sông Bắc Giang có mưa lớn, trung và hạ lưu sông Bắc Giang trải qua trận lũ 50 năm mới có một lần. Các nhánh Liên Giang và Bình Giang đã vượt quá lũ lịch sử. Lưu lượng đỉnh lũ tối đa tại trạm Heng Hy là 18.000 m khối trên giây, làm ngập 132.000 hm2 đất nông nghiệp, 2,29 triệu người bị ảnh hưởng và 488 người chết. Đầu tháng 10 năm 1986, trận lũ lớn nhất xảy ra trên lưu vực sông Hồng kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời cũng là trận lũ lớn thứ hai trên lưu vực sông Hồng kể từ năm 1908. Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 1991, lũ lụt xảy ra ở sông Nan và Bắc Bản Giang ở thượng nguồn sông Tây Giang và lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử là 8.200 mét khối tại trạm lũ này ở sông Bắc Bản Giang. Lũ lụt gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 450 triệu nhân dân tệ ở các tỉnh Vân Nam và Quý Châu. Tháng 6 năm 1994, miền Nam Trung Quốc mưa xối xả kéo dài 13 ngày liên tiếp. Sông Tây Giang và sông Bắc Giang đồng thời hứng chịu trận lũ lụt 50 năm mới có một lần, kéo dài hơn 10 ngày. Lũ lụt đã ảnh hưởng đến 70 thành phố ở Quảng Tây và 39 thành phố ở Quảng Đông, khiến gần 1,25 triệu hm2 đất nông nghiệp ở Quảng Đông và Quảng Tây bị ảnh hưởng, 21,48 triệu người bị ảnh hưởng, 446 người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 28,4 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 7 năm 1996, mưa bão lớn xảy ra ở Đông Nam Quý Châu và miền Trung và Bắc Quảng Tây trong lưu vực sông Châu Giang, kỷ lục cao nhất ở khu tự trị dân tộc Choang. Lúc 20 giờ ngày 19, trạm Liễu Châu có mực nước đỉnh lũ là 92,43m, vượt mực nước cảnh báo 10,93m, lưu lượng đỉnh lũ là 33.700 m khối trên giây, cao nhất một lần trong 130 lũ lụt hàng năm. Diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng là 480.000 ha, dân số bị ảnh hưởng lên tới 8,17 triệu người và 249 người chết, lớn nhất ở Quảng Tây. 90% đường phố trong khu đô thị của thành phố Liễu Châu, một thành phố công nghiệp ở Trung Quốc, bị ngập lụt. Từ ngày 5 đến ngày 27 tháng 6 năm 1998, lưu vực sông Châu Giang trải qua những trận mưa xối xả trên diện rộng và mưa lớn cục bộ. Sông Tây Giang hứng chịu một trận lũ thảm khốc trăm năm mới xảy ra một lần. Trạm Thủy Văn Ngô Châu có mực nước đỉnh lũ là 26,51m, lưu lượng đỉnh lũ là 52.900 mét khối trên giây. Đây là trận lũ lớn thứ hai tại trạm Ngô Châu kể từ sau thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo thống kê của tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, về cơ bản không xảy ra tình trạng vỡ kè dọc hai bên bờ sông. Mưa lũ xối xả đã ảnh hưởng đến 14,98 triệu người, 903.300 hm2 hoa màu bị ảnh hưởng, 156 người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 16,03 tỷ nhân dân tệ. Cuối tháng 10 năm 2000, dưới ảnh hưởng chung của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, hầu hết các khu vực của tỉnh Hải Nam liên tiếp xảy ra mưa lớn và mưa xối xả cục bộ, khiến mực nước các sông lớn ở Hải Nam dâng cao đột biến. Của trạm Nam Đô Giang Long Đường là 15,98m lúc 5 giờ ngày 16, qua hơn 4,48m trên mực nước cảnh báo, 1,92m trên mực nước cao nhất được đo trong lịch sử và tốc độ dòng chảy tối đa là 9.300m khối. Đầu tháng 7 năm 2001, bị ảnh hưởng bởi các cơn bão số 0103 và số 0104, các khu vực ven biển Quảng Tây và lưu vực sông Tây Giang đã trải qua mưa lớn như chút nước, và sông Ngọc Giang hứng chịu trận lụt lớn nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngày 8 tháng 7, trạm Thủy Văn Nam Ninh đã xuất hiện đỉnh lũ với mực nước 77,18m, lưu lượng lớn nhất 13.400m khối. Mưa lũ xối xả khiến 14,645 triệu người ở Quảng Tây và sông Châu Giang ở Quý Châu bị ảnh hưởng, 32 người chết do thiên tai, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 15,174 tỷ nhân dân tệ. Vào giữa và cuối tháng 6 năm 2005, lưu vực sông Châu Giang xảy ra một trận mưa bão lớn liên tục, khiến mực nước sông lớn tiếp tục dâng cao. Vùng trung và hạ lưu sông Tây Giang đã từng trải qua một đợt lũ trong 100 năm, lưu lượng đỉnh lũ là 53.900 mét khối trên giây, đứng thứ hai trong thế kỷ qua. Sông Bắc Giang 20 năm mới có lũ một lần, sông Đông Giang có lũ lớn nhất 40 năm qua, lũ Tây Giang và Bắc Giang tràn vào đồng bằng sông Châu Giang, trùng hợp với trận lụt thiên văn lớn nhất trong 19 năm qua. Trong đợt triều cường, đồng bằng sông Châu Giang cũng xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, mưa lớn lũ lụt gây ra thiên tai lũ lụt nghiêm trọng. Hàng năm đến mùa bão ở bờ biển Đông Nam Trung Quốc, dưới sự tấn công của những cơn bão mạnh, đôi khi gây ra triều cường, đê biển ở vùng chiều ven biển Châu Giang bị vỡ gây thiên tai. Ví dụ, cơn bão số 2 và số 15 năm 1964 đã làm 125 đê biển bị vỡ và gần 200.000 km vuông đất canh tác bị ảnh hưởng.
cơn bão số 9 năm 1983 đã làm vỡ hơn 70 đê biển và ảnh hưởng 67.000 hectare đất canh tác. Thưa quý vị, những ngày qua, mưa lớn ở thượng nguồn khiến mực nước sông Bắc Giang dâng cao, thu hút nhiều người dân ra bờ sông ngắm nước, câu cá. Vào lúc 13 giờ 15 phút ngày thứ Tư, ba người đang câu cá ở thị trấn Ha, thành phố Anh Đức bị lũ bao vây. Hóa ra khi ba người đang câu cá trên sông thì bị lật thuyền do mưa lớn bất ngờ và tác động của thuyền sau khi rơi xuống nước. Ba người đã bị lũ cuốn trôi và cuốn trôi cách nơi xảy ra sự việc 700-800 mét, trong đó có hai người mắc kẹt trên dầm của thủy đài bỏ hoang, còn một người đàn ông khác bị mắc kẹt trong vùng nước xoáy. Vào thời khắc nguy cấp đã ôm thủy đài đảo cách ly để tạm ổn định tinh thần của bản thân. Theo diễn biến tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa ngay sau khi nhận được tin báo đã điều động xuồng cao su, đồng thời sử dụng hai xe thang, dây cứu sinh và các thiết bị khác để ứng cứu. Tiếp đó, đến 14 giờ 24 phút, chỉ huy và các chiến sĩ đã lập luồng cứu nạn thành công và chuyển lần lượt ba người trên vào khu vực an toàn trên bờ. Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của thành phố Thanh Viễn nhắc nhở rằng kể từ trận lụt vừa qua, thành phố Thanh Nguyên đã trải qua nhiều trận mưa bão liên tiếp đến mưa lớn. Dự kiến lượng mưa ở thành phố Thanh Viễn sẽ tiếp tục và tăng từ trong tuần tới. Do sự chồng chất của ba nguyên nhân, lượng mưa lớn gần đây, xả lũ thượng nguồn và thủy triều Thiên Văn nên mực nước thủy triều của sông Châu Giang gần đây tiếp tục tăng. Trong thời gian gần đây, lượng mưa trung bình của thành phố là 450,4mm, cao hơn 18,2% so với cùng kỳ 30 năm qua. Trong đó có quận Hoa Đô, quận Công Hóa, quận Tăng Thành và quận Thiên Hà có lượng mưa tích lũy hơn 500mm. Ngoài lượng mưa lớn, còn có lũ lụt ở thượng nguồn sông Châu Giang, bao gồm Tây Giang, Bắc Giang và Đông Giang. Theo chi nhánh Thủy văn Quảng Châu của Cục Thủy văn tỉnh Quảng Đông, trạm cao giao Tây Giang có mực nước đỉnh lũ là 11,4m vào lúc 20 giờ 45 phút ngày thứ Năm, vượt quá cảnh báo 1,4m và tốc độ dòng chảy là 42.800m³ mỗi giây. Mực nước tại đỉnh lũ là 12m, cảnh báo 12m, tốc độ dòng chảy là 16.400m³ mỗi giây. Mực nước tại trạm Đông Giang, Bột Lạc là 7,19m lúc 8 giờ sáng ngày thứ Năm và tốc độ dòng chảy là 7.890m³ mỗi giây. Vào lúc 18 giờ 25 phút chiều ngày thứ Năm, trạm Tam Thủy Phật Sơn ở hạ lưu sông Bắc Giang có mực nước cao nhất là 8,9m, cao hơn mức cảnh báo 1,43m và lưu lượng 16.200m³ mỗi giây. Đỉnh thủy triều ở sông Châu Giang tại Quảng Châu năm nay cũng có những lý do thiên văn. Vào lúc 19 giờ 52 phút tối ngày thứ Tư, mặt trăng, trái đất và mặt trời được sắp xếp theo một đường gần như thẳng hàng, do đó tạo thành một thủy triều đồng bộ. Vào lúc 7 giờ 23 phút sáng ngày thứ Năm, trái đất có khoảng cách gần nhất với mặt trăng chỉ là 357.539 km và cả hai đã ở gần nhau nhất trong năm nay, do đó hình thành thủy triều gần trái đất. Thủy triều Thiên Văn không chỉ nâng mực nước thủy triều ở cửa sông Châu Giang mà còn làm chậm tốc độ rút của lũ Châu Giang Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Siêu bão số 2 sau khi hoành hành tàn phá đất nước Philippines cách đây 2 ngày thì di chuyển thất thường về phía Tây Bắc, tiến vào vùng biển Hoa Đông. Sau đó, cơn bão đã mạnh lên, đổ bộ vào vùng bờ biển phía Đông Trung Quốc, khiến 7 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề, bao gồm Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải. Quận Độc Đầu thuộc thành phố Ông Châu, tỉnh Chiết Giang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 14, từ 105 đến 160 km/h, giật cấp 14. Tại vùng biển phía đông bắc của quận Độc Đầu, tỉnh Chiết Giang vào lúc 4 giờ 15 phút rạng sáng nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 178 độ kinh đông, bán kính gió mạnh cấp 12, giật cấp 13, khoảng 160 km tính từ tâm bão. Cơn bão số 2 kèm theo mưa lớn dữ dội đánh sập một nhà gian HD của công ty dầu khí Trung Quốc rồi tiến vào đất liền, tiếp tục có gió xoáy gây sạt lở đất đã khiến cho khoảng 5.800 ngôi nhà bị phá hủy. Cơn bão tàn phá nhiều cây cối, cuốn trôi nhiều ô tô, hàng trăm cơ sở nuôi thủy sản của người dân trong vùng bị san bằng chỉ trong tích tắc. Đến trưa hôm qua, chỉ tính riêng tại thành phố Ôn Châu, các giới chức chính quyền địa phương cho hay số nạn nhân bị thiệt mạng do cơn bão số 2 gây ra lên tới 17 người và 25 người khác bị thương, trong khi 11 người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại 3 tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô cũng đều bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt và lở đất từ cơn bão gây ra. Hiện có ít nhất 49 người đã thiệt mạng tại 3 tỉnh này. Gần 14.000 người vẫn lưu lại các trung tâm sơ tán và hơn 23.000 người thiếu điện, nước sinh hoạt do cơn bão gây ra.
khi đổ bộ vào Trung Quốc vào sáng ngày thứ Bảy, bão đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực của các tỉnh. Hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, 450 nhà bị phá hủy hoàn toàn và 3.000 ngôi nhà bị ngập nước. Theo ước tính của chính quyền địa phương cho biết, thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra đối với ngành nông lâm ngư nghiệp tại 4 tỉnh này là nặng nề nhất, với tổng trị giá lên tới 27 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tổng thiệt hại dự kiến sẽ tiếp tục tăng do chưa có số liệu thống kê đầy đủ, vì tại một số tỉnh vẫn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, Trung Quốc được dự báo có thể sẽ tiếp tục hứng chịu thêm các thảm họa do cơn bão gây ra. Cơn bão ập đến, nó mang theo mưa to và gió lớn. Ước tính lượng mưa tại các tỉnh đo được từ 300m đến 500m xuống khu vực các tỉnh phía đông đông nam Trung Quốc. Bão mạnh cũng ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch. Và tại các thành phố cảng Thanh Đảo, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang, toàn bộ các địa điểm du lịch đều phải đóng cửa, giao thông bị đình trệ. Do ảnh hưởng của bão, nhiều tuyến đường sắt và xe buýt đã ngừng hoạt động. Các lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát, nhân viên, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn, để ứng phó và đẩy mạnh công tác cứu trợ những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhằm để khắc phục hậu quả từ cơn bão. Theo ước tính, khoảng 6,5 triệu người tại Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt. Một chiếc xe buýt đã bị cuốn phăng xuống sông ở khu vực ngoại ô thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc, khiến ít nhất 300 người thiệt mạng và 101 người khác mất tích. Các nhà chức trách cho biết, 37 trong số 51 hành khách trên xe buýt đã được giải cứu. Ở tỉnh Sơn Tây, lũ lụt đã buộc 120.000 người phải sơ tán, phá hủy gần 17.000 ngôi nhà, buộc đình chỉ hàng trăm hầm mỏ và làm hư hại 190.000 hecta đất nông nghiệp. Tổng cộng khoảng 17,5 triệu người ở Sơn Tây đã bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra bởi lượng mưa lớn gần gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng. Mạng truyền hình quốc tế Trung Quốc đưa tin, các ngôi làng bị nước lũ tràn vào khiến người dân mắc kẹt và gây ra sự cố vỡ đập. Cảnh quay từ trên không cho thấy, trụ đỡ đường sắt cũng bị cuốn trôi, để lại đường dây treo lơ lửng trên không. Một số phần của bức tường xung quanh thành cổ Bình Giao được UNESCO xếp hạng cũng bị xói mòn. Thông tin chi tiết về thương vong hoặc mất tích vẫn chưa được công bố. Tờ Hoàn Cầu Thời báo tuần trước đưa tin rằng, 4 cảnh sát đã thiệt mạng trong một trận lở đất hôm thứ Ba. Trong số hơn 400 hoạt động khai thác bị đình chỉ, có hơn 60 mỏ khai thác than. Trung Quốc lại đang trải qua tình trạng thiếu điện trầm trọng do thiếu than và giá cao kỷ lục, khiến cho nhà chức trách yêu cầu gia tăng sản lượng than ở các khu vực khác trong nước. Truyền thông nhà nước đưa tin, 59 đài khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục. Họ cho biết mực nước sông Fenhi đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Những trận mưa xối xả đã trút xuống nhiều ngày trong tuần trước trên khắp tỉnh Sơn Tây. Trong 12 tiếng từ đêm đến sáng, tỉnh đã ghi nhận mực nước trung bình 31,3mm, đã tăng lên 119,5mm trên toàn tỉnh. Trong đó, 18 thành phố ghi nhận mực nước trên 200mm và tối đa là 285,2mm. Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây đã ghi nhận lượng mưa 185mm, gấp 7 lần so với mức trung bình cùng kỳ năm 2022. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hôm Chủ nhật đưa tin sẽ có thêm mưa và thời tiết lạnh hơn. Hào Nam, một người đứng đầu một trung tâm dịch vụ thông tin thiên tai cho biết, phạm vi lũ lụt còn tồi tệ hơn trận mưa lũ thảm khốc xảy ra ở Hà Nam hồi đầu năm nay, nhưng các tác động không tồi tệ bằng. Bản báo cáo cho biết mối quan tâm hàng đầu của Hào đối với Sơn Tây là thời tiết lạnh giá đi kèm. Ông Hào nói, trận mưa xối xả ở sân bay là đợt mưa bất thường thứ 3 trên diện rộng ở miền Bắc Trung Quốc. Trong năm nay, hơn 300 người ở Hà Nam đã thiệt mạng trong trận lũ kinh hoàng hồi tháng trước. Các trận mưa lớn kỷ lục đổ bộ vào tỉnh này làm tràn hồ chứa, phá vỡ các bờ sông, hệ thống giao thông công cộng và đường xã ở nhiều thành phố. Phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở Kinh Châu, nơi lượng mưa hơn 600mm, tương đương lượng mưa trung bình một năm. Trung Quốc hứng chịu thảm họa kép đau đớn đang khủng hoảng than, thì lũ lụt ập đến làm mất luôn 60 mỏ.
Reuters cho hay cuộc khủng hoảng năng lượng hậu đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều nước, trong đó nền kinh tế số 2 và nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới Trung Quốc dự kiến chịu tác động đến hết năm nay. Nhiều công nhân sẽ bị thất nghiệp, dự kiến sẽ có một số lượng lớn lên đến hàng triệu người Hoa Lục tràn qua Việt Nam và Đài Loan để tìm kiếm công ăn việc làm, cũng như là chạy trốn khỏi tình cảnh thiên tai đói khổ tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, từ tháng 2 năm nay, nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn. Theo số liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố, 24 tỉnh và thành phố ở Hoa Nam và Hoa Trung với 8,52 triệu dân đã bị ảnh hưởng. Mưa bão lớn gây ra lũ lụt ở nhiều nơi. Vào đầu giờ chiều ngày thứ Tư vừa qua, thượng nguồn của đập Tam Hiệp và trạm phát điện ở huyện Đan Ba, Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên đã bị cuốn trôi và xảy ra sụt lở đất đá. Sự việc khiến đập Tam Hiệp từng bị nghi ngờ vỡ đập vào năm ngoái, một lần nữa phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Đồng thời, ông Hoàng Tiểu Khôn, tiến sĩ của Viện Khoa học Xây dựng Trung Quốc cũng đưa ra lời cảnh báo trong nhóm bạn trên WeChat rằng tiếp theo, cả thành phố Nghi Xương sẽ bốc hơi. Theo truyền thông đại lục, kể từ tháng 2 năm nay, mưa lớn thường xuyên xuất hiện ở miền Nam và miền Bắc đang xảy ra tình trạng hấp hơi do nhiệt độ cao. Trên các nền tảng thương mại điện tử như Taobao Mall, doanh số bán đồ nội y và kem chống nắng tăng vọt. Bắt đầu từ ngày thứ Tư tuần trước, một phần của miền Tây Nam Trung Quốc, Hoa Nam, Hoa Trung đã bắt đầu xảy ra mưa lớn liên tục trong 24 giờ. Châu tự trị Khương Nga Hoa, Tây Tạng có lượng mưa tích lũy tối đa lên tới 50mm, một số khu vực có mưa đá rơi với đường kính tối đa 10mm. Thôn Mai Long Câu ở huyện Đan Ba, Châu Tự Trị Cam Tư phát sinh sụt lở đất đá. Tại Tứ Xuyên, lượng nước mưa có lúc lên tới 10.000 mét khối. Trận lụt bắt đầu vào ngày thứ Năm tuần trước, khiến nhà máy điện Mai Long với công suất phát điện 2.000 kW đã bị cuốn trôi. Theo dự tính, mưa lớn ở một số khu vực của Tứ Xuyên sẽ kéo dài đến ngày cuối tháng này. Video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy dòng nước lũ khổng lồ đang ào ào chảy từ thượng nguồn xuống, thậm chí khủng khiếp tới mức cơn lũ quét khiến một số ngôi làng biến mất. Từ đỉnh núi, đất đá sạt lở trôi xuống rồi trực tiếp chôn vùi nhiều ngôi làng. Hiện vẫn chưa biết có bao nhiêu dân làng bị gặp nạn trong lúc đang ngủ. Dương Hoa, một người dân ở thôn Mai Long Câu, nói rằng trận lở đất xảy ra lúc 3 đến 4 giờ sáng. Trong khi đang ngủ, anh được người dân trong làng hô hoán đánh thức. Anh nhanh chóng rời đi sau khi được dân làng cảnh báo và sau đó đất đá trôi xuống bao phủ cả ngôi làng. Có cư dân mạng chia sẻ video nói rằng thượng nguồn Tam Hiệp xảy ra lũ lụt tràn lan, một hồ chứa nước nhỏ đã bị vỡ, đập Tam Hiệp nguy rồi. Khung cảnh sau khi hồ chứa Đan Ba ở Tứ Xuyên sụp đổ, toàn bộ ngôi làng đã bị phá hủy. Trung Quốc có thể có trận lụt lớn nhất kể từ năm 1949. Gần đây, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cảnh báo rằng kể từ đầu năm đến nay, lượng mưa tích lũy ở Trung Quốc đã cao hơn 6% so với các năm thông thường. Sông Tiền Đường của Chiết Giang, Hồ Bà Dương và Tương Giang trong lưu vực sông Dương Tử cùng 148 nhánh sông khác có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Một số dòng sông xuất hiện lũ lụt kỷ lục trong lịch sử, tình hình kiểm soát lũ là rất nghiêm trọng. Ông Ye Yanchun, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng năm nay cần tập trung vào 3 rủi ro lớn là lũ lụt tràn lan, tai nạn hồ chứa và lũ quét từ trên núi. Hiện tại, các công trình chống lũ của Trung Quốc có thể phòng ngự trận lụt lớn nhất từ năm 1949, nhưng lũ liên tục xảy ra có thể vượt quá khả năng phòng thủ hiện nay. Đây có thể là một sự kiện thiên nga đen. Lời tuyên bố này được hiểu là trận lụt lớn nhất kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính phủ có thể xảy ra trong năm nay. Ngoại giới cũng lo ngại về việc đập Tam Hiệp vốn nhiều lần đã được đưa tin bị biến dạng nhưng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bác bỏ. Liệu nó có thể chịu được tác động của trận lụt này hay không? Hoàng Tiểu Khô, tiến sĩ của Viện Khoa học Xây dựng Trung Quốc cũng đưa ra lời cảnh báo rằng sau đó thành phố Nghi Xương sẽ bốc hơi. Năm 2019, sự biến dạng nghiêm trọng của đập Tam Hiệp khiến quốc tế phải chú ý. Mặc dù phía quản lý đập Tam Hiệp đã công bố bài viết thừa nhận rằng đập lớn đã biến dạng, tuy nhiên đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một sự dịch chuyển đàn hồi trong phạm vi cho phép. Từ khi công trình Tam Hiệp khởi công tới nay, vẫn luôn có những tranh cãi về các vấn đề chất lượng, an toàn và tác động tới môi trường, đặc biệt là cựu thư ký của Mao Trạch Đông là Lý Nhụy và chuyên gia thủy lợi Hoàng Vạn Lý đã nhiều lần kiến nghị và ngăn chính quyền không nên thúc đẩy công trình Tam Hiệp.
ông Hoàng Vạn Lý cũng đã từng đưa ra 12 dự đoán về đập Tam Hiệp, bao gồm sự sụp đổ của kè chính ở hạ lưu sông Dương Tử, vận chuyển tàu thuyền tắc nghẽn, vấn đề di dân, vấn đề phù sa, chất lượng nước xấu đi, sản xuất điện không đủ, khí hậu bất thường, thường xảy ra địa chấn, bệnh sán máng lây lan, suy thoái sinh thái, lũ lụt nghiêm trọng ở thượng nguồn, đập Tam Hiệp cuối cùng sẽ buộc phải bị nổ tung. Ngoại trừ việc con đập cuối cùng bị buộc phải nổ tung, tất cả 11 dự đoán trên đều đã ứng nghiệm. Những trận mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc một lần nữa thu hút sự chú ý của ngoại giới đối với vấn đề đập Tam Hiệp. Trên mạng xã hội hải ngoại gần đây đã lưu truyền thông tin trong một nhóm bạn của Hoàng Tiểu Côn tại Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, trong đó viết rằng sau đó thành phố Nghi Sương sẽ bốc hơi. Theo thông tin công khai, ông Hoàng Tiểu Côn có nhiều danh hiệu như kỹ sư về kết cấu hạng nhất của quốc gia, giáo viên hướng dẫn tiến sĩ nghiên cứu xây dựng Trung Quốc, kỹ sư trưởng của công ty Yuanyang Technology. Tuy nhiên, hiện vẫn không rõ chính xác liệu thông tin từ nhóm này có phải là đúng của kỹ sư về kết cấu hàng đông quốc gia Hoàng Tiểu Côn hay không. Ngoại giới thường nghi ngờ về đập Tam Hiệp. Vào đầu tháng 7 năm ngoái, một số cư dân mạng đã đăng tải lên mạng truyền thông xã hội bản đồ vệ tinh của đập Tam Hiệp. Hình ảnh cho thấy đập Tam Hiệp bị biến dạng nghiêm trọng, khiến công chúng không khỏi lo ngại về sự cố vỡ đập. Trước vấn đề này, các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tiếp dập tắt tin đồn và tuyên bố rằng đập Tam Hiệp không có vấn đề biến dạng, đồng thời cho biết đây là tin đồn do lực lượng chống Trung Quốc bịa đặt ra. Sau đó, tờ tin tức Bắc Kinh đã trích dẫn lời các chuyên gia thừa nhận rằng đập thực sự bị biến dạng, nhưng đây là trong trạng thái đàn hồi. Trong một tuyên bố, công ty Tam Hiệp cho biết con đập di chuyển theo chiều ngang nhưng chưa đến 3 cm. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc cho biết đập Tam Hiệp không phải là biến dạng đàn hồi vì nó không phải là nhất thể. Và ông nói rằng không cần nhìn vào các bức ảnh cũng biết đập Tam Hiệp bị biến dạng. Ông Vương chỉ ra rằng đập Tam Hiệp bao gồm hàng chục đập bê tông độc lập tạo thành, mỗi đập được đặt trên nền đá là tách rời với đá nền. Do áp lực và nhiệt độ của nước, đập sẽ phát sinh biến dạng và dịch chuyển khác nhau. Nghĩa là con đập đang di chuyển và thiết kế này làm cho đập Tam Hiệp rất mong manh. Lúc đó, ông cảnh báo rằng các bức ảnh cho thấy con đập di chuyển không đều, do đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho con đập trong tương lai. Một khi Tam Hiệp bị sập, hàng trăm ngàn người dân của thành phố Nghi Sương sẽ biến mất. Con gái của chuyên gia kỹ thuật thủy lợi Hoàng Vạn Lý, người đã viết thư phản đối việc sa mất đập Tam Hiệp, cô Wang Xiaolu là người đứng đầu của quỹ nghiên cứu Hoàng Vạn Lý, cũng nói về tài liệu phản đối xây dựng đập Tam Hiệp và 6 lá thư cha cô gửi lên lãnh đạo Trung Quốc. Theo ông Hoàng Vạn Lý, đây không phải là vấn đề không sớm thì muộn, tài chính quốc gia, môi trường sinh thái, hiệu quả chống lũ lụt hay quốc phòng, mà chủ yếu là các điều kiện khách quan liên quan tới giá trị kinh tế và các vấn đề xảy ra đối với lòng sông trong hoàn cảnh địa lý tự nhiên. Không cho phép một tổ chức chính phủ tôn trọng khoa học và dân chủ xây một công trình gây hại cho đất nước và người dân. Nếu nó được xây dựng, cuối cùng nó sẽ bị nổ tung. Vào thời điểm đó, Viện Thủy lợi học Hoa Đông Trung Quốc, nay là Đại học Hàng Hải, cũng đã xuất bản các bài báo nêu lên quan điểm này. Cô Wang Xiaolu nói thêm về bài viết của ông Lý Nhược lúc còn sống có tiêu đề "Tôi biết quá trình lắp đặt đập Tam Hiệp". Trong bài viết có đề cập rằng gần đây trên thế giới có 2 cuộc hội thảo về các con đập trên thế giới và một hội thảo đã liệt kê 10 con đập nguy hiểm nhất thế giới, trong đó Tam Hiệp đứng đầu tiên. Do đó, người dân Trung Quốc khi xem ảnh đập trên Google đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng nó lại là sự thật. Chúng ta cần có cư dân sống ở khu vực hồ chứa và hạ lưu đập biết rằng mối nguy hiểm của đập Tam Hiệp đã tồn tại từ ngày xây dựng và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể có tới 600 triệu người sẽ bị ảnh hưởng. Đây là một trong những khu vực phát triển nhất ở Trung Quốc. Ông Quách Văn Quý, tỷ phú người Trung Quốc hiện sống ở Hoa Kỳ, gần đây cũng đã đưa ra cảnh báo về đập Tam Hiệp trong một chương trình phát sóng trực tiếp. Ông nói đập Tam Hiệp năm ngoái đã nói có người nhắc tới, năm nay người ta cũng nói. Theo thông tin nội bộ của chúng tôi, xác thực có người đã lấy cái chết can gián Trung ương, chỉ ra rằng việc đập Tam Hiệp xảy ra sự cố chỉ là sớm muộn. Một khi tai nạn xảy ra, 1/4 Trung Quốc sẽ bị san thành bình địa. Tỷ phú Quách đã đề cập rằng,
một nguồn tin từ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội đã sử dụng một phép so sánh để mô tả mức độ nguy hiểm của đập Tam Hiệp như sau. Dùng một chiếc chăn bông để chặn dòng lũ xiết. Nguồn tin mô tả sau khi chăn bị thấm, một khi tung ra, căn bản không thể khống chế. Đây là hoàn toàn trái với tự nhiên. Sự cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Những ngày qua, các cư dân mạng liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh lũ lụt hoành hành ở Trung Quốc đại lục. Có thể thấy tình cảnh bi thương của người dân Trung Quốc đang phải đối mặt, dự báo trước một tương lai mù mịt hơn trước mắt. Một số người đã mất đi người thân, một số mất nhà cửa, mất nguồn sinh kế, nhiều ngôi nhà đã bị chìm trong nước hơn 2 tháng. Có một thông tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào hôm qua, vào lúc 10 giờ 38 phút theo giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết, thành phố Hà Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 5,6 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 7 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo người dân nơi này cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 5 trận động đất lớn với cường độ từ 3,3 đến 6,9 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng nhất vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 178 người dân của Trung Quốc bị mất tích. Và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng, cũng như là tồi tệ. Hiện nó vẫn ám ảnh người dân ở nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người xấu số Trung Quốc. Theo Trung tâm Nghiên cứu về Động đất Sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm từ 1 đến 3 trận động đất nữa. Và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt, thì điều này rất có thể xảy ra. Và đứng trước những mối nguy hiểm và cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp tới chính quyền ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân của Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng, tuy nhiên họ không biết làm sao bởi vì họ không thể đánh bại được sự nổi dậy, trừng phạt của mẹ thiên nhiên của đất và của trời. Mưa to, sóng lớn, động đất, sóng thần liên tục xảy ra, khiến cho tất cả 28 tỉnh thành phía Nam Trung Quốc sống trong nỗi lo âu. Đây chính là cái giá mà Trung Quốc đang phải trả về những tội lỗi, về những đường lối sai trái ông Tập Cận Bình gây ra. Họ nói rằng Trung Quốc muốn yên thân thì phải ngồi cầu nguyện và sám hối, nhưng chính quyền của ông Tập được cho là vẫn rất hung hăng. Vì quân đội của Bắc Kinh vẫn đang trong quá trình tiến lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, Trung Quốc và Ấn Độ để gây hấn đánh nhau ở ngoài Biển Đông, thì Hải quân Bắc Kinh liên tục cho tập trận cũng như dàn trận quân sự để uy hiếp các nước trong khu vực. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của Mỹ và các nước trên thế giới, đã trực tiếp lên tiếng và khuyên nhủ Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những hành động bắt nạt. Thế giới khuyên nhủ Trung Quốc rằng thay vì bằng việc gây hấn, bành trướng, thì Trung Quốc nên lo cho người dân bởi vì mưa lũ, sóng thần, động đất sẽ còn tiếp tục xảy ra. Nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không dồn toàn tâm, toàn lực để lo cho người dân, thì rất có thể Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết, mưa lớn và bão tố vẫn tiếp tục ập tới Trung Quốc trong những ngày tới, đề nghị các cơ quan ban ngành cũng như người dân của đất nước này phải hết sức cảnh giác. Kính thưa quý vị, trong 24 giờ, qua tình hình thảm họa thiên tai tại Trung Quốc vẫn diễn biến liên tục, không ngừng nghỉ. Theo CCTV đưa tin, vào tối ngày hôm trước, sau những trận mưa lớn liên tục nhiều ngày kèm theo những cơn lốc xoáy dữ dội, tại Chiết Giang, Trung Quốc đã bất ngờ hứng chịu một trận lũ quét hết sức kinh hoàng. Cùng với đó là một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter. Những thảm họa này chồng lên nhau đã khiến một lượng nước khổng lồ chảy xuống xối xả với tốc độ thật sự rất khủng khiếp. Trong video, chúng ta có thể thấy những ngôi nhà của người dân phía trên thượng nguồn, nơi cơn lũ quét qua đầu tiên bị đổ sập vỡ vụn trong nước. Ngay cả những ngôi nhà được xây dựng bằng bê tông cốt thép cũng không chịu nổi sức ép của nước, cũng bị dòng nước cuốn trôi. Trận động đất cũng đã khiến một ngọn núi gần đó bị lở ra, phá hủy một con đường đi vào làng. Nhiều ô tô thậm chí còn bị ngập sâu trong bùn đất và phải nhờ những chiếc xe cẩu cứu hộ kéo lên.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa to sẽ tiếp tục trút xuống các khu vực phía nam của nước này trong 1 đến 2 tuần tới và nguy cơ ngập lụt lên đến 98%. Đề nghị các cơ quan, ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác và đề phòng. Theo các chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, hiện mực nước trên 400 con sông lớn bé của Trung Quốc đang vượt mức báo động đỏ từ 3 đến 5 mét và nguy cơ nước dâng cao sẽ còn tiếp tục trong vài ngày tới. Bởi vì bầu trời thì liên tục u ám và đen tối, dẫn tới những cơn mưa to tiếp tục trút xuống các con sông của Trung Quốc và nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp còn rất lớn. Trong suốt từ đầu tháng tới nay, băng tan tại phía Tây rồi thêm các trận mưa lớn liên tục kéo dài, gây ra các trận lũ lụt tại Trung Quốc đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng hoặc mất tích. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đầy lượng nước lũ đổ về sông Dương Tử ngày một tăng cao và trực tiếp uy hiếp đến cuộc sống của người dân trong mùa lũ năm nay. Theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết Trung Quốc cho biết, các trận mưa lớn sẽ tiếp diễn tại các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây. Cần đề phòng khi sắp có một trận lụt đáng sợ hơn nữa sẽ xảy ra do lượng mưa lớn không ngừng tiếp tục gây áp lực lên con đập Tam Hiệp ở trên thượng nguồn sông Dương Tử thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Theo Tân Hoa Xã đã dự báo, tốc độ dòng chảy trong hồ chứa phía sau đập đạt kỷ lục trong năm nay vào tối thứ Ba ở mức cao kỷ lục 82.000 mét khối mỗi giây. Các đoạn đê của sông Dương Tử, Hồ Bắc và nơi khác cũng đã bị vỡ do dòng lũ liên tục diễn ra. Chính quyền các tỉnh xin hỗ trợ vốn từ chính quyền Trung ương Trung Quốc và buộc phải dùng các máy bay trực thăng để thả đá vào chỗ đê vỡ nhằm ngăn cản lượng nước tràn vào, đồng thời đặt hàng triệu bao cát vào các chỗ đê bị nứt. Có nơi dòng nước lũ đã dâng cao vượt mức tầm cửa sổ tầng 1 của các ngôi nhà ở các thị trấn trong khu vực, gây ra ngập úng toàn bộ cây trồng, hoa màu xung quanh khu vực. Tất cả công trình hoa màu, người dân bị nước lũ nhấn chìm, gây thiệt hại nặng nề cho mùa thu hoạch sắp tới. Hôm nay, từ Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, do lũ lụt nghiêm trọng kể từ đầu tháng đến nay, Bộ đã buộc ra lệnh sơ tán hơn 2 triệu người dân từ 2 tỉnh đến nơi an toàn. Năm nay, khu vực bị mưa lũ hoành hành hầu hết là người dân từ miền Trung, phía Đông và phía Nam Trung Quốc. Tổng thiệt hại sơ bộ trực tiếp do lũ ước tính lên tới 29 tỷ nhân dân tệ. Bộ phận cứu hộ của Ứng phó Khẩn cấp đưa ra lời báo cáo nguy cơ nước lũ có thể dâng cao tới 1,6 mét ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin cũng trong tuần qua, mưa lớn đã gây ra 3 trận lở đất tại một số thị trấn vùng núi Trùng Khánh thuộc khu vực thượng nguồn sông Dương Tử, khiến cho 3 người thiệt mạng, 5 người khác mất tích. Một thập kỷ trở lại đây, những trận lũ lụt diễn ra với tần suất dày đặc và xuất hiện ở hầu hết các khu vực của các tỉnh phía Nam Trung Quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam. Vào năm nay, khu vực phía Đông Trung Quốc cũng xảy ra các trận mưa khủng khiếp và cơn bão số 2 cũng đã xuất hiện. Trong 2 ngày qua, các tỉnh thành phố phía Đông của Trung Quốc đều phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão để lại. Nhưng mùa lũ năm nay còn đặc biệt nghiêm trọng và lo ngại hơn hết là tại thành phố Vũ Hán và các đô thị hạ lưu sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người đang sinh sống. Các trận mưa lớn xảy ra liên tục đồng nghĩa với việc gây ra lượng nước quá tải lên đập Tam Hiệp. Chính phủ Trung Quốc cho hay, việc xây dựng con đập Tam Hiệp với mục đích nhằm tạo ra điện năng và nhất là để giảm thiểu lượng lụt nghiêm trọng hàng năm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế nó lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại và đây cũng là điều khiến cho giới chức Bắc Kinh phải đau đầu trong mấy năm qua. Và năm nay càng trở nên nguy hiểm hơn mọi năm. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh vừa qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng sẽ có lũ lụt tại các sông Hoàng Hà, sông Hoài và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những tháng tới đây. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng thiệt hại do mưa bão kể từ đầu năm đến nay tại các nước này chủ yếu là do đợt mưa lũ gây ra, khi đợt mưa lũ này tại 21 tỉnh thành của Trung Quốc như Hà Nam, Sơn Tây, Nội Mông đã gây ảnh hưởng đến đời sống của 15,4 triệu lượt người, khiến cho 960 người chết và mất tích, đặc biệt là mưa lũ tại Hà Nam vừa qua đã khiến 73 người chết. Ông Châu Học Văn cho rằng khí hậu năm nay bất thường bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục xảy ra. Trong đó, vừa qua, lượng mưa trong một giờ tại thành phố Dương Châu đã đạt 501,9mm, mức cao nhất trong lịch sử của nước này. Kể từ khi bước vào mùa lũ cho đến nay, 372 con sông tại 26 tỉnh của Trung Quốc đều xuất hiện cảnh báo lũ, một số nơi đã bị vỡ đê. Ông Châu Học Văn nhấn mạnh,
cuối tháng này, đầu tháng sau là thời kỳ quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt của Trung Quốc. Dự tính đến cuối tháng sau, tổng thể tình hình khí hậu nước này là tương đối xấu. Cả phía Bắc và phía Nam Trung Quốc đều xuất hiện dải mưa lớn, cộng thêm các cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào nước này có thể khiến nhiều nơi của Trung Quốc xuất hiện mưa lớn và ngập lụt. Thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Vũ Hán, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cũng như chính quyền các tỉnh thành sẽ tích cực phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa mưa lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 hàng năm là thời điểm thường xuất hiện lũ trên các con sông của Trung Quốc. Khi mưa lớn kéo dài liên tục trong năm 2022, hơn 70 triệu lượt người Trung Quốc tại 28 tỉnh thành của nước này đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 200 tỷ nhân dân tệ, khoảng 29 tỷ đô la Mỹ, là mức thiệt hại tồi tệ nhất kể từ năm 1998 cho đến nay. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, những thiên tai kinh hoàng mà Trung Quốc không thể giấu sự thật đối với truyền thông đưa tin. Mưa bão, lũ lớn đã khiến mực nước ở đập Tam Hiệp dâng cao, làm dấy lên nhiều quan ngại cho rằng đập thủy điện lớn nhất thế giới có nguy cơ bị vỡ và những trận mưa vẫn tiếp tục kéo dài. Hôm qua, sau nhiều thông tin đồn đoán, cuối cùng chính phủ Trung Quốc đã thừa nhận việc thực hiện xả lũ tại đập Tam Hiệp. Truyền thông Trung Quốc đưa tin các con đập Tam Hiệp, Cát Châu Bá, Lạc Độ và Hương Gia Bá đang nỗ lực để sản xuất điện hết công suất. Bởi gần đây, Trung Quốc như báo hiệu vô phương cứu chữa bởi những trận mưa như chút nước kéo dài hàng tháng trời đã khiến nhiều khu vực ở Trung Quốc chìm trong những trận lũ lụt, vượt qua những kỷ lục trong quá khứ, gây tổn thất cực kỳ to lớn đến cuộc sống của người dân và kinh tế của đất nước. Nhiều vùng ở tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, An Huy, Sơn Đông cũng phải hứng chịu mưa lớn, lũ lụt và lở đất, khiến cuộc sống nhân dân Trung Quốc trôi nổi theo vận nước đang lên. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp được khởi công xây dựng cách đây hơn 20 năm, bắt đầu chứa nước được 17 năm nhưng đã liên tục xuất hiện cảnh báo nguy cơ vỡ đập. Công trình này từ khi mới nằm trên giấy tờ đã không nhận được sự đồng thuận của giới chuyên gia thủy lợi Trung Quốc. Tuy nhiên, vì mục tiêu của cả hệ thống chính trị, bất chấp sự phản đối của xã hội, con đập này đã được xây dựng để thỏa mãn giấc mơ vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổ chức tư vấn quỹ di sản có trụ sở tại Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng lũ lụt quá mức sẽ càng làm gia tăng áp lực cho các con đập nằm ở thượng nguồn sông Trường Giang nếu đập Tam Hiệp vỡ. Nhóm nghiên cứu cho biết dòng nước khổng lồ sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người sống ở hạ lưu, làm ngập lụt các thành phố bao gồm Vũ Hán và xóa sổ các khu đất trồng trọt rộng lớn. Trong khi đó, Trung Quốc hiện đang đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực. Theo tờ báo Tân Hoa Xã cho biết, mưa to đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 5 triệu người ở thành phố Tứ Xuyên, gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, vận tải và cơ sở hạ tầng. Hàng chục đoạn đường cao tốc bị gián đoạn và bị tê liệt bởi những trận mưa lũ làm hư hỏng, nứt nẻ, đồi núi bị đánh sập. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10 tỷ nhân dân tệ. Hôm qua, tờ báo Tân Hoa Xã còn cho biết lở đất kinh hoàng đã cắt ngang xa lộ của Trung Quốc. Tờ báo nêu chi tiết như sau. Sau nhiều ngày mưa tầm tã, tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc của Trung Quốc vừa hứng chịu một trận lở đất kinh hoàng làm tê liệt một đoạn ở xa lộ trên địa bàn. Hiện tại, Sở Đường sắt thành phố Bắc Kinh đang giám sát chặt chẽ tình trạng trên các tuyến đường sắt. Các cử nhân viên bảo trì túc trực 24 trên 24 giờ để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, nó vẫn bị đình trệ và ra thông báo phong tỏa bởi không thể chịu đựng được những trận mưa to đến rất to, càn quét trong những ngày vừa qua và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Các nhà chức trách của Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục rơi xuống nhiều khu vực thuộc tỉnh Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc của nước này trong vòng 4 ngày tới, gây nguy cơ lũ lụt cao và gia tăng áp lực lên con đập lớn nhất của Trung Quốc, nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập đã phát động cho con đập Tam Hiệp mở thêm 4 cửa xả lũ nữa. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, con đập lớn nhất của thế giới đã mở tới 15 cửa xả và hoạt động 24 trên 24 giờ để xả lũ. Mưa lũ liên tục càn quét, nếu như con đập không mở thêm cửa xả lũ thì nhiều khả năng Trung Quốc sẽ nhấn chìm như Biển Đông. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố và chuẩn bị phương án nguy cơ xảy ra lũ lụt ở cấp độ cao nhất, đặc biệt là dọc vùng thượng nguồn sông Hoàng Hà, sông Mekong, sông Hoài. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc khuyến cáo các tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây tiếp tục phát đi cảnh báo lũ lụt ở cấp độ cao nhất. Trước đó, Cơ quan Phòng chống lũ lụt hạn hán Trung ương Trung Quốc cho biết mưa lớn đã buộc chính quyền Tập Cận Bình phải nâng mức độ cảnh báo thiên tai từ màu vàng lên màu cam, tức là mức độ cảnh báo rất cao. Theo hãng tin Phương Đông, thì tình hình mưa lớn tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Từ nay đến cuối tháng 3,
Trung Quốc còn hứng chịu nhiều trận mưa to đến rất to và nhiều khả năng sạt lở, lũ quét, vòi rồng, động đất, sóng thần sẽ còn xuất hiện ở nhiều nơi đối với Trung Quốc. Mưa to ròng rã từ đầu tháng 2 vừa qua tiếp tục làm cho Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước, động đất làm vỡ đê cùng hàng loạt dị tượng khác bắt đầu ứng nghiệm. Điềm báo vỡ đập là có thật, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình đang mất ăn, mất ngủ. Thưa quý vị, theo một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, nước này hôm qua lại tiếp tục có những trận động đất và ở đây nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở nghiêm trọng, làm cho người dân của nước này phải chạy sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh đó, có rất nhiều người cho đến nay đã bị lũ dữ cuốn trôi, chưa tìm thấy tung tích. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng cao, ngập lụt vẫn bủa vây toàn bộ những tỉnh phía Nam của Trung Quốc. Ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc vẫn bị nhấn chìm trong nước lũ. Có những nơi bị ngập tới 9 mét, xuất hiện nhiều tuyến đê bao có nguy cơ bị vỡ trong một vài ngày tới. Những hình ảnh và video mà tờ báo Trung Quốc đăng tải được cho là rất rùng mình khi quý vị đón xem. Nhiều ý kiến cho rằng những cảnh tượng phía Trung Quốc đang bị thiên nhiên trừng phạt chỉ có trên phim ảnh, nhưng thực tế nhiều tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc bây giờ không khác gì ngày tận thế. Đó chính là một sự thật đang diễn ra trước mắt quý vị. Nhiều ý kiến còn nói rằng những điềm báo này đang rất đúng đối với phía Trung Quốc khi đầu năm 2023, một số dự đoán của nhà tiên tri cậu bé đến từ Ấn Độ đã có một vài dự ngôn mà Trung Quốc phải gánh chịu trong năm nay. Đó là bệnh tật, động đất, mưa to, lũ quét, sạt lở sẽ biến Trung Quốc trở thành sa mạc hoang tàn. Và bây giờ thì những dự đoán trên đều đang rất đúng và đang rất ứng nghiệm với thực tế hiện nay của Trung Quốc. Các nhà tiên tri còn tiên đoán rằng vào đầu năm 2023 này, con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ. Hiện mọi người đang chờ xem lời nguyền với con đập Tam Hiệp có đúng hay không thì chúng ta phải chờ. Chúng ta cùng chờ hết năm 2023 mới có thể biết được. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên môn chuyên theo dõi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Trung Quốc cho biết, tính từ đầu tháng đến nay, Trung Quốc đã sống trong bóng tối, không có ánh dương và sự chiếu sáng của mặt trời. Bởi vì bầu trời của Trung Quốc đại lục liên tục u ám. Hàng triệu người dân Trung Quốc nói rằng, trong 24 ngày đêm vừa qua, họ chỉ nhìn thấy nước lũ, cảnh tượng vỡ đê, vỡ đập xảy ra, chứ họ không hề nhìn thấy ánh sáng, ánh mặt trời. Mở mắt ra chỉ toàn nước và đồ đạc bị nước lũ cuốn trôi nổi. Ô tô đi trên nước và bơi trên nước có đến hàng triệu chiếc. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc đang bị quả báo đến và Trung Quốc đang bị nhân quả báo ứng, đang bị mẹ thiên nhiên trừng phạt, đang bị đất trời thay mặt thế giới giáng tội vì những tội lỗi mà ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới. Để bây giờ hàng triệu người dân Trung Quốc phải gánh chịu hậu quả đau thương. Các nhà phân tích cho biết 24 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc không hề có sự bình yên, thay vào đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tục ập xuống đất nước này vì những tai họa do chính ông Tập Cận Bình và giới chức nước này đã gây ra cho nhân loại. Phải chăng mẹ thiên nhiên, đất trời như đang giận dữ, giáng những đòn đau để trừng phạt như những lời cảnh báo trên đất nước này? Mục đích là để giúp Tập Cận Bình cảnh tỉnh bớt đi gây gổ, bớt đi bắt nạt, gây hấn trên Biển Đông, cũng như bớt đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải, biên giới các nước trong khu vực và bớt đi gieo rắc những cái mầm tội ác trên thế giới. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào ngày hôm qua, vào lúc 10 giờ 38 phút theo giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hà Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 6,9 độ Richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu 9 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo nhân chứng của người dân nơi đây cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất lớn với cường độ từ 4,3 đến 6,1 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng vào năm 1995.
Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 169 người dân Trung Quốc bị mất tích. Và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng cũng như tồi tệ. Hiện nó vẫn ám ảnh người dân nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương và thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó đã có những hiện tượng lạ, điềm báo xấu như quạ bay đầy trời, hàng triệu con châu chấu từ châu Phi bay qua năm tỉnh Trung Quốc, bầu trời Bắc Kinh liên tục hứng chịu các đại thảm họa. Theo Trung tâm Nghiên cứu về Động đất Sóng Thần Trung ương Trung Quốc cho biết, một vài ngày tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm 1-3 trận động đất nữa. Nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt, thì điều này rất có thể xảy ra. Và đứng trước những mối nguy hiểm cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp tới chính quyền ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân Trung Quốc biết, nhằm phòng chống những điều tồi tệ sắp xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng. Tuy nhiên, họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại được sự nổi dậy, trừng phạt của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Thưa quý vị, Trung Quốc trong suốt 24 ngày đêm vừa qua liên tục xuất hiện mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, khiến cho giới chức nước này đang mất ăn, mất ngủ. Trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Bắc Kinh vừa qua, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rằng tình hình kiểm soát lũ lụt ở đất nước này đang gay go và bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử, đề nghị các cơ quan, ban ngành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng Trung Quốc vào sáng hôm nay, đã trích dẫn lời ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi nỗ lực toàn diện trong các hoạt động cứu hộ, cứu trợ tại những khu vực bị ngập lụt trên khắp đất nước. Ông nhấn mạnh rằng đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Được biết, đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng nói rằng sẽ bảo vệ cuộc sống cũng như sự an toàn của người dân Trung Quốc đại lục. Mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tiếp xảy ra trước đó. Ông Tập Cận Bình không quan tâm tới người dân của Trung Quốc khi vẫn đem Hải quân Trung Quốc tiến ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật, phóng tên lửa thị uy sức mạnh, uy hiếp các nước trong khu vực. Điều đó đã bị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên tiếng phản đối. Tờ báo Trung Quốc cho biết, Tập Cận Bình đã chỉ thị cho chính quyền địa phương ở vùng lũ lụt thực hiện trách nhiệm của mình lên tuyến đầu để kiểm tra tình hình để bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản người dân. Ông Tập Cận Bình nói rằng các bộ phận liên quan nên tăng cường lập kế hoạch, phối hợp tổng thể cũng như phân bổ lực lượng cứu hộ, cứu trợ thảm họa một cách khoa học nhất. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa và lực lượng cảnh sát vũ trang của nước này tích cực tham gia vào công cuộc cứu trợ, cứu hộ cho người dân. Các bộ phận liên quan được chỉ thị lên kế hoạch tái thiết sau thảm họa, khôi phục trật tự sản xuất và cuộc sống càng trở lại bình thường thì càng tốt. Sau khi đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và công tác cứu trợ thiên tai, tờ báo của Trung Quốc cho biết trong những ngày gần đây, lũ lụt và mực nước dâng lên hầu hết tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc. Đứng trước tình hình đó, chính phủ của nước này cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên mức độ cao nhất, tức là cảnh báo đỏ tất cả các tỉnh như Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây đều là mức độ cảnh báo lên mức cao nhất. Được biết, mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khoảng 60 triệu người dân trên nhiều tỉnh thành. Lũ lụt đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, ô tô, xe máy, điện thoại, TV và tủ lạnh, giường chiếu. Được biết, các tỉnh ảnh hưởng nặng nhất của Trung Quốc là tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên. Tổng cộng đã có 293 người thiệt mạng và mất tích vì lũ lụt. Đây là một trong những tín hiệu tích cực xấu cho phía Trung Quốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này hôm qua cũng ra một cảnh báo nói rằng Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn trong những ngày tới, đặc biệt có thể là hết tháng 11 năm 2023 để đề phòng lũ quét, sạt lở và sự an nguy của con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, tờ tin tức Bắc Kinh trích dẫn thông tin từ một chuyên gia Trung tâm Mạng lưới Động đất Sóng Thần nước này cho biết trận động đất 5,1 độ Richter vào sáng hôm nay là một trong những dư chấn từ năm 1976. Tâm chấn của trận động đất trên xảy ra tại huyện Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Đường Sơn từng bị tàn phá trong trận động đất mạnh 7,9 độ Richter vào năm 1976 đã khiến hơn 240.000 người bị thiệt mạng
và hơn 160.000 người bị thương. Đây là một trong những trận động đất khủng khiếp nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2023, đã có tới 12 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của người dân liên tục chao đảo. Đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 tàn phá, bây giờ thì mưa to, sóng lớn, động đất, sóng thần liên tục xảy ra khiến cho tất cả 24 tỉnh thành phía Nam Trung Quốc sống trong nỗi lo âu. Đây chính là cái giá mà Trung Quốc đang phải trả vì những tội lỗi và đường lối sai trái của ông Tập Cận Bình gây ra. Họ nói rằng Trung Quốc muốn yên thân thì phải ngồi cầu nguyện và sám hối, nhưng chính quyền của ông Tập rất hung hăng. Quân đội của Bắc Kinh vẫn đang trong quá trình tiến lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, Trung Quốc và Ấn Độ để gây hấn đánh nhau ở ngoài Biển Đông, thì Hải quân của Bắc Kinh liên tục cho tập trận cũng như dàn cảnh quân sự để uy hiếp các nước trong khu vực. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh. Mỹ và các nước trên thế giới đã trực tiếp lên tiếng khuyên Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những hành động bắt nạt thế giới, thay bằng việc đi gây hấn, bành trướng thì Trung Quốc nên lo cho người dân. Bởi vì mưa lũ, sóng thần, động đất sẽ còn tiếp tục xảy ra trong những tháng tới, và nếu như chính quyền của ông Tập không dồn toàn tâm toàn lực để lo cho người dân, thì rất có thể Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới. Bởi vì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết, mưa lớn và bão tố vẫn tiếp tục ập tới Trung Quốc trong những ngày tới. Đề nghị cơ quan ban ngành cũng như là người dân của đất nước này phải hết sức cảnh giác. Siêu bão số 2 của Trung Quốc đã đi vào tỉnh Phúc Kiến và tàn phá khu vực này rất kinh hoàng khi hàng trăm ngôi nhà bị sụp đổ, hàng ngàn mái nhà bị thổi bay và hàng vạn hecta hoa màu còn đang ngập chìm trong biển nước. Nhưng không ai biết rằng trước khi nó đi vào tỉnh Phúc Kiến thì siêu bão số 2 đã càn quét đảo Hải Nam của Trung Quốc, làm thiệt hại rất nhiều từ đường xá, cầu cống cho tới điện lưới trên đảo, khiến lưới điện ở trên đảo bị gián đoạn 3 ngày liền. Bên cạnh đó, siêu bão số 2 đã tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ cao gần 30 mét. Bởi vậy, nó đã đánh chìm 3 tàu hải cảnh của Trung Quốc đang neo đậu tại cảng quân sự của Bắc Kinh ở đảo Hải Nam. Được biết, 3 tàu này chính là 3 con tàu đã hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc xâm phạm vào vùng biển Đông của Việt Nam trong những tháng trước đây. Nó là 3 trong tổng số 58 con tàu hải cảnh của quân khu miền Nam Trung Quốc, có nhiệm vụ chính là chuyên đi ăn cướp và xâm lăng vùng biển của Việt Nam và Philippines. Bên cạnh đó, nó còn có nhiệm vụ trách nhiệm được ông Tập Cận Bình giao cho, đó là đâm va các tàu công vụ và tàu cá Việt Nam cũng như của Philippines, hoặc phun vòi rồng làm vỡ kính các con tàu công vụ của chúng ta nhằm làm chúng ta lùi bước để chúng dễ bể cướp biển đảo hơn. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. So với các tàu của Việt Nam, Philippines thì các tàu hải cảnh của Bắc Kinh to lớn hơn. Nhưng khi so với những cơn sóng khổng lồ cao hàng chục mét thì những con tàu này của ông Tập Cận Bình quá nhỏ bé. Trong những tuần gần đây, khi lưu vực sông Dương Tử ngập lụt sau trận mưa xối xả với lượng mưa cao nhất trong nhiều thập kỷ, lũ lụt chưa từng xảy ra. Theo một số con sông dẫn vào hồ Bà Hương và mực nước dâng cao cho thấy tình hình nói chung là nghiệt ngã. Kể từ đầu tháng trước, 125 con sông chủ yếu phân bổ ở các lưu vực sông Dương Tử và hồ Thái Hồ vượt mức cảnh báo. Nhiều lần mưa xối xả đã làm vỡ nhiều đê kè của các con sông và hồ ở Giang Tây, dẫn tới lũ lụt quy mô chưa từng thấy trước đây của tỉnh. Có thể nói còn dữ dội hơn cả mùa hè năm ngoái. Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán cấp tỉnh cho biết 439 km trong tổng số 445 km bờ kè ven sông và ven hồ trong tỉnh đã vượt qua giới hạn cảnh báo. Tại huyện Bà Hương nằm cạnh hồ Bà Dương đã có ít nhất 4 đoạn đê bị vỡ. Lũ lụt kể từ đầu năm cho đến nay đã làm gián đoạn cuộc sống của hơn 1,5 triệu người dân trong tỉnh đang cần khẩn cấp hỗ trợ sinh hoạt. Lũ lụt cũng đã làm hư hại 10.700 ha hoa màu và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 7,13 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,3 tỷ đô la Mỹ cho tỉnh Giang Tây. Vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio đã bày tỏ tình đoàn kết với Trung Quốc trong cuộc chiến chống lũ lụt. Ông Tổng thư ký này đã chuyển lời thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc là Chan Chun bày tỏ cảm thông sâu sắc với các gia đình bị ảnh hưởng, với nhân dân và chính phủ Trung Quốc về những hậu quả tàn khốc của lũ lụt cũng như thiệt hại về người và của. Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo, mưa lũ sẽ kéo dài tới miền Bắc và miền Trung Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong lũ lụt. Đã có 18 triệu dân phải khốn khổ, hơn 140 người chết, chưa kể là mất tích trong lúc mực nước sông Dương Tử tiếp tục dâng cao. Tờ Nhân dân Nhật Báo đưa tin giới chức Trung Quốc cảnh báo mưa lũ sẽ kéo tới các khu vực phía Bắc và Bắc Kinh và sau khi gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Nam.
Lũ lớn có thể xảy ra ở lưu vực sông Tùng Hoa, sông Hải Hà, Liêu Hà, Hoài Hà và khu vực trung lưu sông Hoàng Hà ở miền Bắc Trung Quốc. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho hay Trung Quốc đang trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất ở khu vực Hồ Bà Hương thuộc huyện Giang Tây do mực nước tại hồ chứa nước ngọt lớn nhất Trung Quốc này vẫn ở trên mức báo động. Trong bối cảnh đó, những cơn mưa xối xả vẫn tiếp tục gây lũ lụt trên khu vực sông Dương Tử. Mực nước tại trạm thủy văn Lưu Sơn của hồ đã tăng lên 23,6m vào lúc 10 giờ ngày hôm qua và vỡ kỷ lục 21,52m vào năm 1998 và 20,9m vào năm 2020, cao hơn mức báo động là 1,9m. Tỉnh Giang Tây với dân số 46.000 người là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mực nước của sông Dương Tử tiếp tục tăng. Các con sông ở khu vực Vũ Hán chìm ngập trong biển nước trong nhiều ngày và tới ngày hôm nay mực nước đã vượt qua mức cao nhất kể từ năm 1931. Mực nước của Hán Khẩu là 27,45m, vượt mức cảnh báo là 1,1m và cách mực nước an toàn là 28,73m chỉ có 1,3m. Dòng sông ở Nghi Xương đã bị trận lụt nhấn chìm và chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh. Đoạn video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy mặt nước của sông Dương Tử ở Vũ Hán, Hán Khẩu hiện cao hơn đáng kể so với mặt đường sông Dương Tử. Và sông Dương Tử bây giờ đã trở thành một dòng sông lơ lửng ở Vũ Hán. Do đập Tam Hiệp liên tiếp nhiều ngày xả lũ đã khiến lũ lụt của toàn bộ lưu vực sông Dương Tử trở nên trầm trọng hơn. Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, mực nước trong hồ chứa Tam Hiệp vượt quá giới hạn 2m, đã tới 147m vào ngày hôm nay. Đập Tam Hiệp lần đầu xả lũ trong năm nay. Tổng cục Quản lý Phòng chống lũ lụt Dương Tử đã yêu cầu giảm lưu lượng xả lũ của hồ xuống trung bình là 35.000 mét khối mỗi ngày. Nhưng vào lúc 10 giờ ngày hôm qua, lưu lượng nước đổ vào hồ chứa Tam Hiệp từ 50.000 mét khối trên giây tăng lên 63.000 mét khối mỗi giây vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Mặc dù khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã toàn được xả lũ, nhưng mực nước vẫn tăng vọt. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Trung Quốc lại tiếp tục đón nhận một trận sóng thần ập vào bờ biển phía đông bắc Trung Quốc sau cơn địa chấn mạnh 8,9 độ Richter. Động đất xảy ra vào lúc 14 giờ 46 phút chiều nay theo giờ địa phương ở độ sâu 10 km, cách Bắc Kinh 382 km về phía đông bắc. Cơ quan khảo sát địa chất Trung Quốc cho biết và thêm rằng động đất mạnh tới 8,9 độ Richter. Thứ 6, tim bắn ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ cảm giác động đất như lần này. Phạm Hồng Long, nghiên cứu sinh Việt Nam đang sống ở ngoại ô Bắc Kinh thốt lên trên mạng xã hội Facebook. Cả tòa nhà nghiên cứu 5 tầng của bọn mình bị rung lắc, kêu răng rắc. Theo AFP cho hay, động đất hôm nay kéo theo những đợt sóng thần cao 4m vào bờ biển Đông Bắc Trung Quốc. Tại cảng Chennai, tỉnh Miyagi, sóng thần còn lên cao tới 10m. Truyền hình Nhật phát đi cảnh tượng hàng chục xe hơi, tàu thuyền, thậm chí các tòa nhà bị nước cuốn trôi. Một con tàu lớn bị hất tung lên đê chắn sóng ở thành phố Kensenuma, tỉnh Miyagi. Ít nhất 10 vụ hỏa hoạn được ghi nhận ở Bắc Kinh, AFP đưa tin. Nhiều tòa nhà rung chuyển trong vài phút, hệ thống tàu điện ngầm ngừng hoạt động, tiếng xe còi hú khắp nơi, còn dân chúng sơ tán khỏi các tòa nhà. Chưa bao giờ thấy trận động đất lớn vậy. Trên tầng 9 rung lắc dữ dội, đồ đạc đổ khắp nơi, máy tính sập xuống bàn, cốc nước cũng lăn. Một nghiên cứu sinh người Việt ở Trung Quốc kể, tất cả mọi người chui hết xuống gầm bàn, mặt mũi tái mét. Mấy người Trung Quốc bảo chưa bao giờ thấy trận động đất lớn thế này. Trước đó, Trung Quốc đưa ra cảnh báo sóng thần ở mức cao nhất cho rằng sóng có thể cao tới 6 mét. Cơ quan cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng phát cảnh báo đối với một loạt các vùng lãnh thổ như Đài Loan, Nga, quần đảo Mariana, Guam, Philippines, quần đảo Marshall, Indonesia, Papua New Guinea, Nauru, Micronesia và Hawaii. Lần cuối cùng, một trận động đất dữ dội xảy ra ở Trung Quốc vào năm 1976 khi cơn địa chấn vĩ đại cướp đi sinh mạng của 700.000 người. Vào năm 2008, một trận động đất chấn động thế giới đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Điều đặc biệt là trước khi trận động đất này diễn ra đã có một loạt các dị tượng xuất hiện khắp nơi ở Trung Quốc. Vào lúc 2 giờ 28 phút chiều ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất khủng khiếp đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tính đến 12 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2008, trận động đất đã khiến tổng cộng 69.227 người chết, 374.643 người bị thương và 17.923 người mất tích. Theo dữ liệu từ Cục Địa chấn Trung Quốc, cường độ sóng bề mặt của trận động đất này đạt mức 8,2 độ Richter, moment địa chấn đạt tới 8,3 độ Richter và diện tích thiệt hại vượt quá 100.000 km2.
Trận động đất ảnh hưởng đến hơn một nửa Trung Quốc cùng nhiều quốc gia và khu vực châu Á. Phía Bắc của động đất Tứ Xuyên ảnh hưởng đến tỉnh Liêu Ninh, phía Đông ảnh hưởng đến Thượng Hải, phía Nam đến Hồng Kông, Quảng Đông, Macau, Thái Lan, Việt Nam và phía Tây ảnh hưởng đến Pakistan. Trên thực tế, trước mỗi thảm họa tự nhiên lớn đều sẽ xuất hiện một số dị tượng và trận động đất ở Tứ Xuyên cũng không ngoại lệ. Dưới đây là 6 dị tượng xuất hiện trước khi xảy ra trận động đất ở Tứ Xuyên. Tuyết rơi tháng 5. Vào tối ngày 9 và ngày 10 tháng 5 năm 2008, sáng và chiều ngày 11 tháng 5 năm 2008, có 4 đợt tuyết rơi liên tiếp ở khu vực núi Ngũ Đài, đỉnh núi được phủ bởi lớp tuyết trắng tinh. Người dân đã rất kinh ngạc khi thấy cảnh tượng tuyết rơi trên núi Ngũ Đài vào thời điểm này. Quầng mặt trời. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 5, cảnh tượng quầng sáng mặt trời xuất hiện trên khu vực bãi biển sông Hoàng Hà ở Mạnh Châu, Hà Nam, kéo dài đến khoảng 11 giờ 30 phút mới tản đi. Quầng mặt trời còn được gọi là cầu vồng tròn, là một hiện tượng quang học trong khí quyển được hình thành do sự khúc xạ hoặc phản xạ của các tinh thể băng khi ánh sáng mặt trời xuyên qua các đám mây Chrysotarus, mây ti tầng. Sau khi ánh sáng chiếu vào các tinh thể băng trong các đám mây ti tầng, nó trải qua hai lần khúc xạ và bị phân tán thành các màu sắc ánh sáng khác nhau theo các hướng khác nhau. Nước ao cạn chỉ trong nháy mắt. Vào ngày 26 tháng 4, khoảng 80.000 mét khối nước đột nhiên biến mất ở Quan Âm Đường của thôn Bá, xã Bạch Quả, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Dân làng cho biết thông thường mực nước ao ngang với mặt đất, nước trong xanh và không cạn quanh năm. Nhưng vào lúc 7 giờ sáng hôm đó, một cơn lốc bất ngờ xuất hiện trên mặt nước phẳng lặng kèm theo tiếng nổ gian. Sau đó không tới 5 tiếng đồng hồ, ao nước trong vắt biến mất chỉ còn lại bùn, cóc băng qua đường phố. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5 năm 2008, một cuộc di cư của cóc trên quy mô lớn đã xảy ra ở làng Đàn Mộc, thị trấn Tây Nam, thành phố Miên Trúc, cách Tứ Xuyên không xa. Hàng trăm ngàn con cóc lũ lượt nhảy trên một con đường ở gần một nhà máy dược phẩm. Nhiều con đã bị xe cộ qua lại nghiền nát, một số thì bị người đi bộ trên đường dẫm chết. Đại bàng kết thành đàn. Khoảng 2 giờ chiều ngày xảy ra trận động đất, một số dân làng đã hò hét gọi nhau ra ngoài xem đại bàng. Rất nhiều dân làng đã vội vã chạy tới. Lúc này trên không trung xuất hiện dày đặc đại bàng. Khi mọi người đang nhao nhao bàn luận về đại bàng thì núi đột nhiên gầm gừ vang dội và họ bắt đầu đứng không vững, giống như đang dẫm lên bông, những ngôi nhà lần lượt sụp đổ. Lợn không vào chuồng. Vào ngày động đất Tứ Xuyên, có một người nông dân đuổi lợn vào chuồng thì có đuổi thế nào chúng cũng không vào. Bình thường chúng rất nghe lời, những con lợn đều chạy ngược lại, bắt buộc người nông dân phải đuổi theo sau chúng. Đúng lúc này động đất xảy ra, do đó người nông dân đã thoát khỏi thảm họa. Các chuyên gia địa chấn cho biết khi một trận động đất sắp xảy ra thì trường ứng suất trong khu vực sẽ bị biến hóa. Động vật rất nhạy cảm với những thay đổi này, vì vậy chúng sẽ thể hiện một hành động bất thường và chính những hành động bất thường này cuối cùng đã cứu được rất nhiều người. Thời gian gần đây, thông tin về vỡ đập thủy điện nhỏ tại Trung Quốc gần như mỗi ngày, khi người dân vẫn chưa hết hoang mang về vụ vỡ đập ở Hải Nam thì đã bị lạnh sống lưng khi tiếp tục nhận được thông tin về cảnh núi lở ập xuống gây vỡ đập thủy điện ở một huyện phía Tây Nam Trung Quốc, khiến toàn bộ đường 6 bị chặn, chôn vùi nhà điều hành thủy điện tại đây. Bùn đất và nước đã cuốn phăng toàn bộ nhà cửa, tài sản của hàng ngàn người và cướp đi rất nhiều sinh mạng tại đây. Theo South China Morning Post, thì vụ lở núi xảy ra tại huyện Yabanji, Quý Châu, Trung Quốc vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày thứ hai vừa qua, theo giờ địa phương, do mưa lớn kéo dài. Theo chính quyền địa phương, có gần 500.000 mét khối đất đá, mảnh vỡ đã được lấy đi khỏi hiện trường tại các điểm mà tỉnh Quý Châu dựng vội để người dân hứng chịu thảm họa thiên nhiên gần đây tạm cư tị nạn. Theo BBC, hiện đã có hàng chục ngàn người dân Trung Quốc nối đuôi nhau tìm đường dây móc ngoặc với các tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Việt Nam và Lào để tránh trú. Điều đặc biệt mà các phóng viên ghi nhận là không có bất kỳ một người nào khóc lóc, than thân trách phận vì mất người thân, mất nhà, mất tài sản. Họ mệt mỏi, bàng hoàng có, đau bụng có, nhưng tất cả đều giấu giữ trong lòng vì họ đã quá quen với cảnh tượng đau lòng này và chấp nhận sống chung với thiên tai. Nhìn hình ảnh họ xếp hàng chia nhau khẩu phần ăn, chia ca khám bệnh khiến ai cũng cảm thấy xót xa. Anh Ngô, một người dân bộc bạch, chúng tôi phải vực dậy tinh thần để tái thiết cuộc sống, đau buồn giờ này cũng không được lợi ích gì. Đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng này có thể thấy khối lượng lớn đất, đá và cây cối từ một sườn núi đổ ập xuống và chắn ngang một con đường và nhìn thấy người gần đó đang tháo chạy khi núi lở.
một số túp lều nhỏ ven đường cũng bị chôn vùi. Vụ lở đất khiến con đập trên sông Guangliao bị vỡ và gây mất điện ở trạm thủy điện Banxi, theo đài quan sát Quý Châu. Ngoài ra, hàng chục chiếc ô tô đậu gần nhà máy điện cũng bị cuốn xuống sông. Phòng điều hành của trạm thủy điện cũng bị phá hủy hoàn toàn. Hiện vẫn chưa biết chính xác số người thương vong là bao nhiêu. Cũng theo ống kính của Reuters ghi lại, hàng hóa viện trợ chủ yếu là quốc tế đưa về cho người dân lánh nạn, phân phát rất đều, ưu tiên người già, trẻ nhỏ, từ đôi dép đến cuộn giấy vệ sinh, không xô đẩy, chen lấn hay giành phần. Họ lạc quan đến kinh ngạc. Họ cần nhanh chóng tái thiết cuộc sống, xây dựng để có chỗ ở mới trên cao. Tuy vậy, chính quyền địa phương nói rằng điều đó vẫn chưa thể được vì công cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn còn dang dở, chưa hoàn thành. Ngoài ra, khắp nơi trong địa bàn tỉnh và khu vực lân cận còn ngập trong đống bùn đất gần 1 mét. Hiện tại đến nay chưa một ai vào được nơi xảy ra lở đất xuống trạm thủy điện, đã cho thấy cảnh tượng trạm thủy điện bị vỡ như thế nào. Cũng từ ngày hôm qua đến nay, các lực lượng cứu hộ đã cố gắng thông suốt các con đường dù ngập trong bùn non. Tuy thế, các đoàn xe ô tô bán tải và cả xe máy phân khối lớn đưa nhu yếu phẩm đến vùng gặp nạn. Một đoạn dài hàng chục cây số nằm chặt xe tải và hàng hóa cột chặt sau thùng. Xe vừa đến dỡ hàng xuống là ra ngay, để đoàn xe khác vào vì quá tải xe ô tô trên đường chính. Đoàn xe khác phải đi đường tránh, đường phụ vì hiện đường giao thông trên tuyến đường này vẫn chưa được thông suốt. Cảnh sát giao thông được triển khai ở lối vào để điều hướng phương tiện sang tuyến khác. Trong khi hàng loạt vụ vỡ đập xảy ra do nhiều nguyên nhân khi lũ lụt tiếp diễn không ngừng tại đây. Hơn 1,63 triệu người ở 7 tỉnh thành và khu vực gồm Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão, ít nhất 169 người chết. Lượng mưa trung bình ở các khu vực bị ảnh hưởng trong tuần này được ghi nhận là cao hơn 51% so với cùng kỳ các năm trước và là lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961. Mưa bão dữ dội ở miền Nam, miền Đông Trung Quốc trong tháng này đã phá hủy nhà cửa, mùa màng, buộc Trung Quốc phải sơ tán gần 80.000 người. Theo truyền thông nhà nước, đợt mưa bão mới nhất gây tổn thất 2,69 tỷ nhân dân tệ. Với 126.100 ha đất nông nghiệp bị tổn hại và 1.600 ngôi nhà bị đổ sập. Kính thưa quý vị khán giả, vào chiều ngày hôm qua liên tiếp xuất hiện hai hiện tượng kỳ dị trên bầu trời Trung Quốc, trong khi dân thành phố Ngô Trung, tỉnh Giang Tô, nước này đã khiếp sợ bỏ chạy khi trông thấy một đám mây hình người ma quái dài hơn 100 mét lơ lửng trên bầu trời suốt một giờ đồng hồ. Bầu trời tại thành phố Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc phủ đầy mưa giông dài và cao như cơn sóng thần đảo ngược lên trời kéo dài 50 km, bao trùm đen cả thành phố trông rất đáng sợ. Thứ hình thù quái đản đen đặc đó nhìn giống như được làm từ một vật liệu gì khác lạ chứ không phải là những đám mây. Người dân thành phố Ngô Trung la hét bỏ chạy vào nhà. Một nhân chứng cho hay, chúng tôi quá sốc khi nhìn thấy đám mây hình người đó ngay gần nhà mình trong suốt một tiếng đồng hồ. Nhiều người bắt đầu quỳ thụp xuống cầu nguyện, còn những người khác thì bỏ chạy thật kỳ dị. Bên cạnh đó, người dân Hải Nam cũng không giấu được vẻ mặt sợ hãi của mình khi kể lại với tờ Daily Mail. Khoảng 16 giờ 15 phút, bầu trời tối sầm và những đám mây đen khổng lồ ồ ạt kéo tới tạo thành sóng thần. Những đám mây lớn này cứ vậy kéo đến khoảng 50 km, choán cả bầu trời, cảnh tượng như muốn nuốt trọn cả thành phố vậy. Và những hình ảnh này gợi lên sự liên tưởng tới khung cảnh trong bộ phim về ngày tận thế hơn là một cơn giông bão thông thường. Được biết, khoảng 45 phút sau hiện tượng mây sóng thần là những cơn mưa như trút nước. Gió giật mạnh tạo nên những trận lũ lụt kinh hoàng và mưa đá khắp nơi tại tỉnh Hải Nam. Theo các chuyên gia lý giải, hiện tượng mây sóng thần hay còn gọi là thềm mây thường xuất hiện trước khi bão đổ bộ. Hiện tượng hiếm gặp này thực tế đã được đặt tên chính thức như một loại mây mới trong tập AFTA về mây của WWA, Tổ chức Khí tượng Thế giới. Đó là hiện tượng thềm mây hay mây sóng thần, một trong hai dạng mây hình cung, dạng mây còn lại là đám mây cuộn. Những đám mây hình cung là những đám mây thấp được hình thành theo phương ngang, trong đó đám mây thềm thường liên kết với đỉnh đầu của dòng chảy ngoài cơn giông. Mặt dưới của đám mây thềm thường xuất hiện gió mạnh hỗn loạn, xâu xé hay gió giật phía trước. Chúng thường bị nhầm lẫn với đám mây thường hình thành ở phía sau cơn bão. Hiện tượng mây sóng thần thường xuất hiện trước khi bão đổ bộ. Những đám mây lớn thường kéo dài đến vài km, choáng cả bầu trời.
có thể giải thích hiện tượng mây sóng thần một cách ngắn gọn rằng mây sóng thần hình thành do luồng khí lạnh từ cơn bão nâng khí ẩm lên một cách đột ngột. Khi mưa từ cơn bão rơi xuống thẳng đứng, kéo theo không khí lạnh ra theo chiều ngang và tạo thành cuộn mây phía trước. Theo Johanna, đám mây nhanh chóng tan biến như chỗ cho cơn dông nhỏ. Cảnh tượng kéo dài khoảng 45 phút trước khi một cơn dông ập đến với mưa to và sấm chớp. Một kênh thời tiết địa phương cho biết, hiện tượng Johanna bắt gặp một đám mây thềm lớn có hình dáng lởm chởm. Mây thềm là đám mây cung cấp nằm ngang, có hình dạng giống như chiếc nem và thường đi kèm với dông bão. Dù là cơ quan chức năng Trung Quốc đã giải thích cảnh tượng này đơn giản chỉ là một hiện tượng thời tiết hiếm gặp, nhưng nhiều người vẫn đưa ra những bình luận giật gân về những hình ảnh cuộn mây kỳ lạ. Ông Xin Li, một người dân địa phương chứng kiến tận mắt hiện tượng này, cho rằng đám mây cuộn quét dọc bờ biển là dấu hiệu dự báo về một sự nguy hiểm khi virus COVID-19 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp đang bùng phát trên toàn cầu. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng này cũng như cảm giác choáng ngợp trước sức mạnh vẻ đẹp của tạo hóa, ông Xin Li nói. Cùng với đó là nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng có thể đây là điềm báo cho con người sắp tới sẽ có những trận động đất rất lớn. Thế giới sẽ gặp phải dịch bệnh và nạn đói khủng khiếp. Nhiều người ví von cảnh tượng này giống như một cảnh tượng trong bộ phim bom tấn kinh hoàng. Điều này không phải là bất thường. Hiện tượng thời tiết này được gọi là mây cuộn. Nó xảy ra khi thời tiết quá mạnh, tuyết đã rơi vào sáng nay và giữa trưa ngoài trời rất đẹp, một tài khoản cho biết. Giải thích về hiện tượng kỳ lạ này, một nhân viên tại cơ quan thời tiết của ông Badidaman cho biết đám mây trong bức ảnh này trông giống như một đám mây Mamatut, thường có hai loại mây thềm, mây cuộn. Đây là loại mây cuộn dày, mỏng, thấp, thường xảy ra khi không khí không ổn định hay thời tiết của dông bão. Mây Mamatut hình thành khi không khí lạnh đi xuống từ mây tới mặt đất. Luồng khí lạnh này nhanh chóng lan ra để không khí ấm và ẩm từ dưới mặt đất lên trên. Khi không khí này bốc lên, hơi nước tương tự sẽ tạo thành những đám mây Mamatut.